Bưởi là một loại trái cây quen thuộc và được yêu thích không chỉ bởi hương vị thanh mát mà còn bởi những lợi ích sức khỏe tuyệt vời mà nó mang lại. Đầu tiên, bưởi giàu vitamin C, một loại vitamin thiết yếu giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các tác nhân gây bệnh như cảm lạnh và cúm. Việc bổ sung vitamin C từ bưởi giúp cơ thể sản xuất nhiều collagen hơn, giúp da luôn khỏe mạnh và căng mịn. Đồng thời, loại vitamin này còn có khả năng ngăn chặn các gốc tự do gây lão hóa sớm và ung thư. Bưởi còn chứa một lượng lớn chất xơ, đặc biệt là trong muối và vỏ bưởi, chất xơ không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa táo bón mà còn giúp kiểm soát đường huyết. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người bị tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ăn bưởi còn giúp giảm cholesterol xấu trong máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và huyết áp cao. Một trong những lợi ích nổi bật của bưởi là khả năng hỗ trợ giảm cân. Bưởi chứa ít calo nhưng lại giàu nước và chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn. Một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng hợp chất trong bưởi có thể giúp tăng cường quá trình đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể, hỗ trợ quá trình giảm cân một cách tự nhiên và hiệu quả. Ngoài ra, bưởi còn giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Các chất chống oxy hóa trong bưởi như flavonoid và lycopene có khả năng bảo vệ tim khỏi các tác nhân gây hại, giảm viêm nhiễm và cải thiện chức năng của mạch máu. Đặc biệt, kali trong bưởi là một khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh liên quan đến tim mạch. Không chỉ tốt cho sức khỏe, bưởi còn là một trong những thần dược làm đẹp tự nhiên. Việc ăn bưởi thường xuyên giúp làm sáng da, ngăn ngừa mụn và giảm bã nhờn nhờ hàm lượng vitamin C và các dưỡng chất có lợi khác. Hơn nữa, tinh dầu từ vỏ bưởi cũng được sử dụng để chăm sóc tóc, giúp tóc chắc khỏe, giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc. Bên cạnh đó, bưởi còn có khả năng hỗ trợ chống lại nhiều loại bệnh mãn tính. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng các hợp chất chống oxy hóa trong bưởi bao gồm naringenin và naringin giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh viêm nhiễm mãn tính như viêm khớp, tiểu đường và một số loại ung thư. Đồng thời, bưởi còn giúp tăng cường khả năng hấp thụ các dưỡng chất từ thực phẩm khác, giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là một số hợp chất trong bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc hạ cholesterol, huyết áp và thuốc chống loạn nhịp tim. Do đó, những người đang sử dụng các loại thuốc này nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi tiêu thụ bưởi. Nhìn chung, bưởi là một loại trái cây không chỉ ngon miệng mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe toàn diện. Việc bổ sung bưởi vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp bạn cải thiện sức khỏe, làm đẹp da, kiểm soát cân nặng và phòng ngừa nhiều bệnh tật.